đỡ thì em mong mọi người cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ cho em. Có nhận của Sunny vào công ty hay không? Chúng tôi không nhận. Cái chị này á, chị không có cần dọn nhà đâu, chỉ dọn lại cái nhân cách của chị là được rồi. Một ngày năng lượng mới tràn trề cái nè. Em vô trước. Thôi em vô trước. Anh vô trước mà anh kỳ quá. Em vô. Em vô. Em vô. Tôi vô trước. Em vô trước. Trời ơi, hai cái đứa này ai vô trước cũng được, làm cái gì vậy? Trời đất ơi, coi kìa. Ê, nói nghe nè, ông bà mình có cái câu là ghét của nào trời trao của đó, chứ sau này mà sáp thành đôi mới vui à nha. Vui à, cái đâu cái gì vậy? Này đâu này con không hề mà. Duyên này chắc nghiệt duyên quá à, xin phép được không nhận cái này. Trời ơi thôi ha, đừng có nói trước nghe. Ở đời cái chuyện gì cũng xảy ra nghe mấy cô mấy cậu. Thôi, con không cần xảy ra đâu. Rồi có gì vậy trời? Nè con gái con đứa dịu dàng chúng con, còn sao lại kiếm chồng mạnh bạo dữ vậy nhỏ? Nhỏ này mà có chồng cũng không sợ. Con không thể nào không mạnh bạo được hết á. Thôi làm việc đi, ngồi xếp la giờ đó, ở đó mà gây với nhau. Hello, hello everyone body. Xin chào mọi người, em tên là Sunny. Hôm nay em đến với công ty của mình đó, là em là một nhân viên mới. Em rất là mong mọi người sẽ chiếu cố cho em và em cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. À. Là mua cái này gu con hàng năm. Gu đây đó hả? Gu em hả, gu em. Nói nghe. Cái đẹp. Dạ. Gái đẹp ghê. Nhân viên mới đúng không? Dạ. Em là nhân viên mới của công ty mình. Rất mong mọi người sẽ yêu thương và chiếu cố cho em ạ. Trời ơi, trời ơi, chị Sunny đẹp gái quá à. Nhìn như nữ thần nó sáng chân à. Trời ơi, vậy hả? Dạ. Nên Sunny cũng đẹp luôn. Dễ thương. Em nha. Bé dễ thương ghê, tóc nhỏ. Nhìn cưng cưng, cái đầu to to nhìn cưng ghê luôn. Dạ. Trời ơi, trời anh này nữa, trời ơi, nhìn cái mặt thấy ghét vậy nữa. Dạ. Trời ơi, còn chị nữa, nhìn chị uống nước cho chị. Ấy tụi ấy lại á. Dạ. Ủa, em thấy mọi người cũng đông đủ vậy, còn sếp Danh đâu à? Sếp Danh đi ra ngoài công chuyện rồi, nhưng mà sếp Danh dặn là có nhân viên mới thì chăm sóc nhân viên mới. Giờ nói nghe nè, ăn uống gì không? Dạ. Dạ thôi, em không ăn đâu. Ăn mập lắm, mập lắm. Dạ, em xin lỗi. Không sao, không sao. Người đẹp là có quyền. Với bản tính vốn thân thiện của em thì khi mọi người cần gì á, em chắc chắn sẽ giúp đỡ. Dễ thương. Bởi vậy, khi mà em cần mọi người giúp đỡ thì em mong mọi người cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ cho em. Dạ. Ăn gì nè, ăn gì nói đi, tôi đi mua luôn. Dạ, con ăn đầy đủ. Cơm tắm phải không? Dạ. Sẽ bị giải phải không? Dạ. Ok, đặc biệt còn bên đây cho con dĩa cơm không để gì hết á. Trời ơi, con không ăn thịt được, con ăn cơm thôi. Thì con trứng còn mì chi, chả rồi chi. Vậy thôi, để dưa chua đi. Rồi sống nhạt nhẽo quá. Ê, nhưng mà nói gì nói cũng phải có tiền xếp nha. Dạ. Ok rồi. Ôi, năm dễ thương quá. Người này rồi. Dạ. Rồi tôi nữa luôn đi. Dạ. Vậy hả anh? Trời ơi, đi ăn nhà hàng hả? Thôi em đang giảm cân, em không ăn đâu. Vậy? Thôi em không uống trà sữa đâu. Dạ. Thôi đi, em không có ăn gà rán đâu. Sao? Dạ. Dạ vậy thôi nha anh. Bye bye anh, bữa khác. Khi nào mà em cảm thấy là em giảm cân thành công rồi em đi ăn với anh nha. Dạ bye bye anh. Cái đẹp. Dạ. Cái đẹp à. Ăn gì không? Chị đi mua cho tụi nó nè. Tụi nó ăn cơm tấm đặc biệt. Chỗ này bán ngon lắm á. Ăn ngon lắm chị. Thôi cơm tấm ăn cơm tinh bột không mà mập lắm. À vậy không ăn tinh bột mình ăn salad không? Salad không có tinh bột á. Thôi nhưng mà ăn gì nhạt nhẽo quá, ăn gì không có tinh chất gì hết trơn, không ăn đâu. Chị ăn gì em order cho theo ý của chị luôn. Ăn gì hả? Để con suy nghĩ có ăn gì ta. Không mà thôi không ăn gì đâu. Biết sao không? Ăn vô mập không có giữ được vóc dáng. Bồi, đem nước ra đi bồi. Thương quá luôn. Trời, căn tin của tôi mà sai cái nó làm chứ thương quá. Hoa đẹp quá. Ừ. Để sát bên cho nó xinh đi, giống xinh đi á. Đẹp giống chị á. Mời. Thấy gì không? Tằng ấy uống trà sữa. Mà tôi nghe nói là trà sữa mập lắm đúng không? Dạ, mấy cái chân trâu đó là chắc rau củ á. Người ta xay ra cái người ta làm. Đúng rồi. À,
Ăn không không có mập phải không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, giảm cân ăn bông luôn. Hay quá, chị này tinh tế. Dạ. Ngon quá hả? Ngon quá. Không chị, ăn đi, ăn thoải mái đi. Ăn đi chị, không sao, không có gì đâu mà. Ê, giống món nghẹn quá đi. Rồi nước. Đây thì có nước, nè, có trà sữa nè. Cái gì? Ê, con đâu cho không được, bắt nghẹn thêm. Lấy ly nước. Đây đây, con này đi, con chua. Đây nè nè nè. Ơ, đây bình tĩnh, bình tĩnh. Chị ơi. Có sao không? Nó ngon quá. Ủa, bánh này gì vậy? Ủa, cái này là pizza, bánh mì mà, cái này là tinh bổ. Con tôm thịt. Tôm thịt. Trời ơi. Trời ơi, ủa cái này đâu có phải đồ chai gì? Ủa. Thì pizza. Ủa thì lâu lâu ăn có làm sao đâu. Lâu lâu tặng có làm sao rồi. Thôi, để cho người đó ăn. Trời đi. Mai đi. Mọi người kỳ quá à. Lâu lâu người ta ăn miễn sao ta vẫn giữ được cái vóc dáng đẹp là được rồi đúng không? Ngon quá, ngon quá. Gái, khoan. Cưng người Việt hay cưng là lai vậy? Dạ thì theo như truyền thuyết ba mẹ nó thì em có lai Pháp. Lai Pháp người ta hay ăn chi lắm á. Ăn pizza rồi. Nói nghe nè. Ăn uống rồi dẹp đi cưng, dẹp đi. Đúng rồi chị. Trời ơi, cái giấy nãy em chùi miệng gì đó dục bỏ trong rác đi cưng. Chị để đó vậy? Ủa chị, tự nhiên em dọn. Chị dọn chứ. Ủa đâu phải nhiệm vụ của chị đâu. Đúng rồi. Chứ chị làm gì trong này? Chị lau công, dọn dẹp. Nhưng mà nói nghe, mình phụ nữ rồi, hiểu không? Ăn uống mình dọn dẹp cho gọn ghẻ chút xíu cho ta đỡ cực em. Thôi để nó đi, ngày mai em ăn xong em dọn luôn. Ủa, cái gì? Nói gì? Cái gì ngày mai chị, hả? Trời ơi. Không ăn dọn liền chứ chị. Ừ, dọn liền trời ơi, để nó rồi rùm u kiến đậu. Trời ơi. Ủa? Mọi người sao vậy? Sao mọi người lạ lùng quá vậy? Ủa, cái chuyện mình ăn mình để đó là chuyện bình thường. Này, em nói cho mọi người nghe. Ở nhà em á, là em ăn ví dụ em ăn một tuần đi nha. Em để dành cái ngày cuối cùng, cái ngày thứ bảy á, thì em mới dọn. What? Dọn như vậy nó mới đã. Nó hôi lắm. Thì đó, cái đó mới là cái mà để thử thách bản thân mình. Đồ ăn tao nói nó dơ, nó thiêu, nó móc meo lên rồi dính nó bàn một chi vậy nè, mình dọn mới đã chị. Trời ơi, chị mà ở chung với má em là má em chửi chị thúi như cái phòng. Gái phải sạch sẽ chút chứ làm sao vậy? Dạ em xin lỗi, em có điện thoại. Alo. Dạ, sao anh? Trời, đi ăn hả? Thôi, em không ăn đâu, ăn mập lắm. Dạ, đi đâu anh? Dạ. Ôi, sao bà này bà đẹp mà bà hàm hồ vậy ta? Ê, tôi không nghĩ là cùng một người, cùng một miệng của một người nói. Miệng nói đằng này, người đằng khác. Trời ơi, gì kỳ vậy? Tùy ta. Con nghĩ á, cái chị này á, chị không có cần dọn nhà đâu. Sao vậy? Chỉ dọn lại cái nhân cách của chị là được rồi. Rồi bây giờ tôi đi dọn cái đống này đó hả trời. Anh Danh gọi. Sếp nói gì vậy? Dạ, alo anh. Rồi sao rồi mọi người? Mọi người đã biểu quyết xong chưa? Rồi bây giờ kéo vô phòng tôi đi. Quyết định rồi biểu quyết là có nhận của Sunny vào công ty hay không? Chúng tôi không nhận. Không đồng ý. Không đồng ý. Ủa, tôi chưa kịp nói gì mà mọi người. Mọi người sao vậy nè? Bắt đầu một ngày mới năng động lên, hoan hỷ hơn, thoải mái hơn nào. Không, tụi em đang nhắc lại quyết định của tụi em ngày hôm qua về sự ở lại của Sunny trong công ty của chúng ta. Sếp ơi. Sao? Hôm qua đã biểu quyết rồi. Mặc dù ông Vũ với ông Mạnh không có đây, nhưng mà tôi nghĩ mà hai người đó cũng theo tụi tôi. Đúng rồi. Như vậy là tụi tôi là đa số rồi đó. Dạ. Chị nghĩ là hai người đó theo chị? Dạ. Thôi, tình bạn chắc có bền lâu. Không hề nha. Hôm qua hai người kia đã nhắn tin riêng cho tôi và họ nói sếp muốn sao tụi em theo vậy. Coi như là bây giờ tỷ số là 3-3 rồi đó. Nhưng người quyết định vẫn là sếp. Cho nên tôi quyết định Sunny chính thức trở thành nhân viên của tập đoàn công ty quảng cáo Sắc. Một tràng pháo tay chúc mừng Sunny. Dạ, xin giới thiệu với mọi người, em tên là Sunny. Dạ, nice to meet you. Hey, how are you, em cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn mọi người đã yêu thương và chiếu cố đến em. Mong sau này em làm việc mọi người sẽ yêu thương em nhiều hơn nữa. Và em hứa với mọi người á, khi mọi người cần giúp đỡ thì em sẽ giúp đỡ mọi người nhiệt tình. Và khi em cần mọi người giúp đỡ thì mọi người cũng nhớ là sẽ giúp đỡ cho em nha. Em yên tâm đi, mọi người ở đây ai cũng yêu thương em hết. Đúng không nào? Sơn à. Dạ. Yeah. Lên ôm chị Sunny một cái đi em. Thể hiện tình cảm đi nào. Sunny là mặt trời đó, mặt trời nóng lắm. Mình bớt ôm lại cho đỡ bớt. Chị không? Dạ. Thôi mình lao động chân tay, mình ôm chắc mạnh lắm, thôi khỏi ôm. Mai Sương. Dạ thôi em ôm á, công em bị tắc cái cổ họng hả không được. Vậy anh đại diện dạ, ôm đi.
Em mua hả? Trời ơi, em mua nó làm gì? Bạn ở bên Mỹ nó tặng. Trời ơi, chị nghe nói hàng hiệu mà ở bên Mỹ về còn mắc dữ lắm mà nghe. Cả chục triệu thì ít nha.